Cho nên tới cái khóa tháng tháng 8 này thì em quyết định cả gia đình em là hai vợ chồng em và ba đứa bé cùng đi. Nhưng với bé Dương Minh Phát và Dương Minh Tấn thì xin đi thiện nguyện để cho hai bé có muốn góp một cái phần giúp với những anh cộng sự ở trong ban tổ chức. Em xin chào thầy, em là Lữ Thị Công Nữ. Em và Dương Minh em là mẹ của Dương Minh Phát và Dương Minh Tấn. 25 tháng 7 ba mẹ con em có đi Thanh Lộc về. Sau khi đi về thì tụi em có thấy được những cái lợi lạc cho bản thân là cải thiện được rất là nhiều thứ. Thứ nhất là em là về giấc ngủ, thứ hai là về vệ sinh, đi vệ sinh hàng ngày cũng có thói quen tốt hơn. Và thứ ba nữa là dạ dày cũng tốt hơn. Rồi sau đó thì con em thì bé Dương Minh Tấn có bị chàm. Hôm nay thì khi nó đi cái khóa Thanh Lọc về thì cái chàm của em cũng đỡ hẳn. Cho nên tới cái khóa tháng 8 này thì em quyết định cả gia đình em là hai vợ chồng em và ba đứa bé cùng đi. Nhưng với bé Dương Minh Phát và Dương Minh Tấn thì xin đi thiện nguyện để cho hai bé có muốn góp một cái phần giúp với những anh cộng sự ở trong ban tổ chức. Mong thầy chấp nhận cho bé được phụng sự ạ. Em cảm ơn thầy. Dạ, em chào thầy ạ. Dạ, con chào thầy. Con tên là Dương Minh Phát. Hôm nay con 15 tuổi và con đến từ Kiên Giang. Sau cái khóa học của thầy á, thì con đã nhận ra được nhiều cái nhận thức mới. Những cái mình trước giờ mà mình làm mà mình cứ tưởng là đúng mà thật sự là sai hoàn toàn. Con trước giờ con cũng chưa bao giờ chịu lắng nghe cơ thể con. Ví dụ như cái việc mà con đi tập thể dục về là con phải uống ngay một bịch sữa bò, thì con nghe nói là để giúp chắc khỏe xương hơn, nhưng mà thật sự thì nó không là như vậy. Sau cái bài giảng của thầy và có một câu thầy nói rất là con nghe vừa mắc cười, nhưng mà nó cũng đúng, rất là đúng, là con bò con thì nó phải uống sữa của con bò mẹ, con châu con nó phải uống sữa của con châu mẹ, vì tại sao con người mình lại đi uống sữa của một con bò? Nghe nó mắc cười nhưng mà nó thật sự nó rất là đúng. Và sau những cái bài giảng đó, những cái bài của thầy, thì về nhà con cũng đã xin mẹ con là làm những cái sữa từ hạt, và sau này là con sẽ cố gắng ăn chay để góp phần đỡ phải sát sanh các loài động vật nhiều hơn. Thứ hai là về cái nhận thức của mình về dinh dưỡng, thì thật sự lúc trước con nghĩ là cứ tập là phải ăn thì là nhiều, nhưng mà sau khi đi về thì con thấy là cơ thể mình thật sự nó không cần nhiều tới như vậy. Ăn nhiều quá thì mình buổi sáng mình đi ra không hết, thì nó cứ giữ lại lâu ngày dài tháng như vậy. Thì sau khi mà đi cái khóa là con thải được rất nhiều, 5 ngày mà con giảm tới 4,5 kg lên. Giờ sau cái khóa như vậy thì con nhận được quá nhiều lợi lạc, không phải con mà cả một người em của con và mẹ của con nữa, và có người dì của con đã đi rồi, nhận được rất nhiều lợi lạc từ cái khóa học. Giờ sau khóa học con cũng muốn là góp phần công sức của mình để giúp mọi người, giúp bà con đi cái khóa đó Thanh Lọc, để con giúp đỡ mọi người, tại con đó là người từng đi và con có được những cái lợi lạc như vậy, thì con muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Dạ, con xin hết, con cảm ơn. Xin chào mọi người, con tên là Dương Minh Tấn, năm nay con 13 tuổi và con đến từ Kiên Giang. Sau khi con đi khóa Thanh Lọc Thân Tâm thì con đã cải thiện được bản thân mình. Đó chính là giảm được số ký, giảm được thói quen thường xuyên và giảm ăn uống lại.
Nói về số ký thì con đã rất bất ngờ vì trong vì khi trong 5 ngày mà con đã giảm được 4 ký. Còn về những thói quen thường xuyên của con, đó chính là thường ngủ nướng thức khuya. Con thường thức đến 10, 11 giờ, có thể là đến 12 giờ đêm con mới ngủ được. Nhưng bây giờ chỉ mới 9 giờ rưỡi là con đã ngủ. Và con đã cải thiện được thêm, đó chính là sáng 5 giờ rưỡi con sẽ thức dậy và ngồi bình yên cùng với mẹ và cả gia đình. Ngồi trong vòng 30 phút đến 6 giờ thì con và em Út sẽ tập thể dục. Con thấy khóa thanh lọc thân tâm rất thấy con thấy khóa thanh lọc thân tâm rất là nó con thấy nó kiểu như là nó rất tốt đối với những người mà sức khỏe yếu, bị các bệnh nặng nhẹ thì có thể đi được thanh lọc thân tâm. Con xin cảm ơn.